Rồi, xin chào quý vị và các bạn, trở lại với chuyên đồng xe hơi. Bất chấp việc giảm thuế hay không thì thông tin mà những cái xe nhập khẩu chúng ta được giảm thuế cũng rất là ít, và cũng có thể giống như năm ngoái thôi, sẽ áp dụng cho xe lắp ráp trong nước để kích cầu các nhà sản xuất trong nước. Một số mẫu xe như là Mitsubishi Attrage hay là Mitsubishi Xpander mà vẫn nhập khẩu thì chúng ta vẫn áp dụng rất là nhiều chương trình khuyến mại. Và trong tháng 11 này thì dòng xe Mitsubishi Attrage chúng ta vẫn bày bán với 3 phiên bản nhé. Rẻ nhất là bản số sàn 375 triệu đồng. Hiện nay thì đang được hỗ trợ vào tình hình Covid thì sẽ là 19 triệu đồng tiền mặt và tặng kèm 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Tức là giá bán đâu đó chỉ khoảng 356 triệu đồng. Có thể thương lượng thêm một chút nhé. Và nếu mà lăn bánh thì chúng ta chỉ hết đâu đó vào khoảng hơn 400 triệu một chút thôi. Đó, thì quý anh chị mà đang xem video ấy thì vui lòng quý anh chị xem video mà có nhu cầu tìm hiểu mua xe này, nhận thêm khuyến mại vào thời điểm mà mình xem video này, hay là cập nhật chính xác nhất cái giá bán thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua hotline đang đính kèm trên màn hình nhé, để bên em báo giá và tư vấn một cách hợp lý nhất. Giá xe hay khuyến mại thì có thể thay đổi theo từng thời điểm và lượng xe về. Rồi, phiên bản số tự động CVT 460 triệu thì hiện nay cũng đang được hỗ trợ 50% thuế trước bạ trừ thẳng vào giá bán, tức là tương đương với khoảng 23 triệu đồng. Các bác hiểu giúp em như này, khuyến mại trừ vào giá bán tương đương với 50%, còn thuế trước bạ thì hiện nay nhà nước vẫn đang thu là 10% nhé, chúng ta chưa được giảm thuế. Ngoài ra thì chúng ta sẽ được tặng kèm thêm 7 triệu phụ kiện tương đương, ví dụ như là anten này, gập gương tự động này, và đặc biệt là 1 năm bảo hiểm thân vỏ tương đương vào khoảng 8 đến 9 triệu đồng. Mức giá bán thì hiện nay sang là 437 triệu đồng và lăn bánh đâu đó vào khoảng chưa đến 500 triệu. Phiên bản cao cấp nhất, bản đặc biệt 485 triệu thì hiện nay thì bên em cũng trừ thẳng vào giá bán vào đâu đó vào khoảng 24 triệu đồng. Giá bán thực tế sẽ dao động khoảng tầm 461 triệu và lăn bánh chúng ta phiên bản cao cấp chúng ta sẽ lăn bánh hết khoảng tầm 510 đến 515 triệu đồng nhé. Vẫn được tặng kèm 7 triệu phụ kiện. Tuy nhiên thì với cái dòng xe này chúng ta sẽ không được khuyến mại bảo hiểm thân vỏ 1 năm, nên là quý khách đang có nhu cầu thì có thể lựa chọn với bản ở giữa nhé, 460 triệu số tự động CVT. Đó, Attrage vẫn là một chiếc xe gọi là B trừ. Đó. Giá rẻ, nhập khẩu và chi phí vận hành tiết kiệm. Nó nổi tiếng với tiết kiệm nhiên liệu này. Bây giờ showroom Mitsu cũng rất là nhiều, lượng xe bán ra rất là nhiều, nên phụ tùng thay thế hay là đồ bảo dưỡng chúng ta cũng khá là rẻ. Chủ yếu là mình sẽ lựa chọn cái phiên bản nào để phù hợp với nhu cầu và tài chính thôi. 500 triệu lăn bánh thì hiện nay thì cũng không có nhiều mẫu xe đâu, chủ yếu chỉ là Kia Soluto hoặc là Mitsubishi Attrage thôi. Đó, một chiếc xe sedan hạng B 2 đầu mà mình vẫn đảm bảo đi lại, ngồi rộng rãi thoải mái, chi phí vận hành tiết kiệm. Rồi, nếu mà có giảm thuế thì em sẽ cập nhật lại cái giá lăn bánh dự kiến nhé. Còn trên đây là dự kiến lăn bánh cho 3 phiên bản trong tháng 11 tới. Quý khách anh chị đang có nhu cầu lái thử, tìm hiểu xe thì ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Lạng Sơn có thể alo liên hệ trực tiếp với em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.